Xin chào các bạn, thì mình vừa mới có xong cái trang web ghét mấy cái link kênh TV này của FPT Play. Thì do là cái link FPT Play nó bảo mật theo IP nên bắt buộc mình phải đặt cái trang ghét link này ở localhost, hoặc là đối với các bạn dùng Kodi á thì có thể code sử dụng Python trong Kodi để ghét link luôn. Thì đây cái cấu trúc của cái trang ghét link của mình sẽ là cái web server fpt.fb channel bằng, và này sau sẽ là tên kênh. Thì cái tên kênh ở đây ở trong cái mục mà live truyền hình của FPT Play này nè, thì khi các bạn dùng công cụ của Chrome hay bất kỳ việc nào thì các bạn cũng có thể lấy được. Ở đây cái ID đơn giản chỉ là, ví dụ mình lấy kênh HTTP/HD, thì các bạn nhìn ngay bên này thì có thể thấy là nó sẽ dẫn tới cái trang fptplay.net/livetv/http9/HD. Thì cái http9/HD này sẽ là cái kênh các bạn cần. Thì vừa đây là xong. Ở đây mình đã dùng redirect cho nó luôn. Nên là mình có thể quăng trực tiếp link vào VLC để xem. Các bạn thấy kênh đây là tài mượt mà. Ở đây mình thử thêm kênh khác. Kênh nào đó trong gói kênh của mình, ví dụ thể thao HD tương tự như vậy, thể thao TV HD. Để thuận tiện cho quá trình sử dụng á, thì các bạn có thể làm một cái playlist. Cảm ơn, kênh này có lỗi rồi, không thể play được. Để mình mở thử một kênh nào đó. Phim Việt. Cũng không play được luôn. Vậy là do cái thằng FPT Play này nó bị lỗi rồi. Và trông có vẻ căng mịn hơn nữa. Bây giờ quý vị hãy cùng nhìn lại làn da của Thiên Thanh nhé. Trước và sau khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này, rõ ràng khác biệt lắm luôn. Con nha. Đây, kênh phim. Thì kênh phim của mình sẽ là kênh kết nối phim. Phim con chừng nào? Đối với các gói mà miễn phí á, thì các bạn xem được hết những kênh địa phương và kênh phổ thông này, ngoại trừ gói VTV Cap này, gói QNET và gói Hoàng Anh. Thì đây do cái account của mình có thể xem được các kênh VTV Cap nên đã demo cho bạn những kênh này. Còn những kênh QNET thì Net thì mình không có thể demo được. Ví dụ như mình bấm vô đây, thì bạn thấy là nó sẽ báo lỗi ngay. Và khi đó, khi mà vậy á, thì các bạn chèn link vào thì cũng sẽ không play được. Đó. Thì không play được.
đích sử dụng cái này của mình là chỉ là để ghét các kênh trong từ ngoại hạng Anh ra để xem trên TV mà thôi. Dù sao thì cũng rất là tiện, bởi vì mình bắt buộc coi trên TV bằng Kodi, và Kodi đó mình có thể móc cái link play từ cái web server của mình vào, hoặc là mình cũng có thể viết lại một cái service trên Kodi để mà get link. Ok, test một kênh cuối cùng thôi ha, kênh mọi người hay xem VTV3HD. Cái VLC của mình không biết tại sao nó cứ đứng miết. Đó, play rất là bình thường. Và để chứng minh cho các bạn thấy là dùng không chứng minh được thì quá mình chưa public ra ngoài. Rồi, sao thì cái Gatling này của mình hoạt động vẫn rất là tốt. Và nếu bạn nào cần thì có thể liên hệ với mình sẽ share cái hướng dẫn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.